Hello, cầu cá là đam mê. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một con cá chơi, cá chép, cá chấm, cá rô phi, mề dinh, cá cha, đơn giản, hiệu quả, dễ làm. Mình đã test bay mồi này thành công rồi, còn chờ riêng các bạn thôi. Thành phần bao nhiêu thì mình không có giấu đâu. Có bao nhiêu thành phần mình sẽ dẫn cho anh em làm, anh em lên được cá, đó là niềm vui của mình rồi. Rồi, bây giờ xin mời tất cả các anh em và các bạn cùng đón xem mình làm một con cá nha. Đây là nguyên liệu để làm mồi chúng ta nha. Các bạn thông cảm, hôm nay trời ta nó mưa rất là to. Có gì mình sẽ ghi chữ thêm cho các bạn dễ nghe và các bạn dễ hiểu nha các bạn. Đây là cám vịt nha. Các bạn dùng lại cám heo cũng được, hay cám gà cũng được. Ở đây mình chẳng nhờ có cám vịt nè. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bằng cám vịt nha các bạn. Hai lạng cám vịt nha. Nửa gói mồi câu cá D1 nha các bạn. Nửa hũ bơ Tường An. Hai quả chuối chín. Cám trứng, nửa gói cám trứng nha các bạn. Nguyên liệu chính của chúng ta đó là mồi ngũ cốc. Đây là mồi ngũ cốc mình đã đăng ở trên kênh rồi nè. Đó, mồi ngũ cốc có 7 thành phần á. Mình đăng kênh rồi. Đây này mình đã xay nhuyễn ra rồi, bỏ bịch đây nè. Để dành chúng ta đi câu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm mồi cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn bị mình có một cái thao, như thế này nha. Các bạn chế cám chim ra. Hai lạng cám chim nha các bạn. Sau đó các bạn chế nước sôi cho mình. Đây, chế nước sôi vô nha. Ok. Các bạn trộn đều lên. Lên mùi rất là thơm luôn các bạn nè. Ok. Giờ sẽ cho mồi tiếp cho các bạn xem nha. Đây, giờ các bạn bỏ cám chim vô trong đây cho mình luôn. Đó. Đây là cám vịt nè. Các bạn chế ra thao cho mình luôn. Hai lạng tới ba lạng cám vịt nha các bạn. Ok. Và các bạn cũng chế nước sôi vô cho mình luôn nha các bạn. Các bạn trộn đều lên. Ok. Các bạn bỏ vô trong thau của mình luôn. À, đây là cám chim trần nước sôi, còn đây là cám vịt trần nước sôi nha các bạn. Và các bạn trộn đều. Mình sẽ có clip test bề mồi này cho các bạn nhanh nhất nha các bạn, sớm nhất nha, chủ nhật nha các bạn. Ok.
Đây là bơ tường ngang nè. Bơ tường ngang. Nửa hố bơ tường ngang nha các bạn. Nửa hũ nha các bạn là ok nha. À, các bạn trộn đều lên cho mình. Bóp đều nha các bạn. Ok. Đây là chuối nè. Hai quả chuối chín nha các bạn. Loại nào cũng được nha. Một quả. Hai quả, ok. Bóp đều ra nha các bạn. Mồi này là mồi ủ chua nha các bạn, ủ 3-4 ngày cho lên mùi chua là người ta đã câu ok. Ok. Đây là nửa gói mồi câu cá D1 nè các bạn. Rồi các bạn bỏ nửa hết nửa gói mồi câu cá D1 chúng ta vô luôn. Ok, các bạn bỏ đều lên. Ok. Thành phần cuối cùng, đây là mồi ngũ cốc. 7 thành phần nha các bạn. Mình sẽ cho ở đây khoảng cái chừng nửa gói này. Ok. Trộn đều lên nha các bạn. Mồi chúng ta lúc này lên mùi rất là thơm bạn ạ. Thơm nực nồng luôn các bạn nè. Thơm mùi hương chuối nha. Nếu các bạn muốn câu cá chép trộn xong đem câu liền luôn ok nha các bạn. Đây, các bạn muốn câu có chép trộn xong đem câu liền luôn cũng ok nha. Cái thơm luôn các bạn ơi. Thơm mùi hương chuối đặc biệt lắm các bạn ơi. Các bạn làm các bạn câu thử giống mình nè. Đây là ok ngay các bạn ạ. Có mồi câu cá rồi các bạn ơi. Ok. Đó, có mồi câu cá rồi nè các bạn, đã chưa? Nó có màu đỏ nè, chấm trắng, có mồi chấm đen nè, đã chưa? Đẹp không? Đây là được một buổi mình câu lăn xe rồi các bạn à.
Ok, các bạn bỏ trong cái bịch này cho mình nè. Đó, bỏ vô. Buộc kín lại nha các bạn. 2-3 ngày cho nó lên mùi chua là các bạn câu được rồi nhé. Đấy, 3 ngày sau các bạn đem đi câu. Khi đi câu các bạn trộn thêm cái mùi ngũ cốc mà mình vô nữa là các bạn câu được rồi nha các bạn. Ok, đã xong. Ta các bạn đã xem video này của mình nha. Các bạn nếu hay hãy cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau. Chúc tất cả các bạn và các anh em làm bài mồi này của mình lên được thật nhiều cát khủng nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha.